Hiện tại có da của mình có cái tình trạng chảy xệ vùng má rất là nhiều, vùng má dưới này nó bị đổ xệ này, nó là một cái cục mỡ chảy xệ xuống dưới phần đây. Thứ hai nữa là má dưới của mình hai bên đây nó cũng có cái tình trạng đó là bị đổ cái vùng má dưới này, nên là bây giờ hiện tại mình sẽ cần làm một cái công nghệ, đó là công nghệ Ultralip, để mình nâng toàn bộ cái phần chảy xệ vùng má này lên, phần má dưới cũng như là mình nâng cái tầng mặt dưới này lên, đồng thời là mình cải thiện cái phần rãnh mũi má sâu của cô, có cái phần trũng mắt đây và nếp nhăn vùng xung quanh mắt hai cô ha. Đây là cái công nghệ mà giúp cho mình trẻ hóa gương mặt toàn diện, nâng cơ xóa nhăn, làm tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, làm cho da mình nó khỏe hơn, nâng cơ và giúp cho cái gương mặt của mình nó V-line, nó thon gọn và trẻ trung hơn. Thứ hai nữa thì trên da của mình có những cái tình trạng đó là nếp nhăn li ti ti trên da rất là nhiều. Đây là cái tình trạng lão hóa của bề mặt da và da hơi khô cũng như là da không đều màu, thì mình cần làm một cái công nghệ đó là nano collagen. Mình sẽ đưa các cái dưỡng chất collagen vào bên trong da để làm tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, làm cho da mình căng bóng mịn màng, cung cấp cái độ ẩm cho da cho nó mịn màng hơn ha cô ha. Thường thường trong nhớ em vẫn mơ đợi chờ, dù